Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhá. Hôm nay ngày 10 tháng 10 thì em sẽ giới thiệu các bác dòng lan hồ điệp thơm để mình chơi Tết. Cây đang có hai ngồng rồi. Đó, màu hoa thì nhà em có hai màu nhá. Hôm nay em giới thiệu các bác hai màu là cam thơm này và vàng thơm. Đây đều là cái dòng hồ điệp phân tay phân cành, hoa lùn rất là đẹp. Một cây có thể cho từ khoảng 30 cho đến 40 bông hoa nhá. Thơm như mùi nước hoa Pháp luôn. Đó, cây này thì mình mua về mình có thể chơi tằng từ giờ đến Tết, thậm chí là qua Tết được. Tại vì cây này thì nó cho hoa liên tục mà, hoa quanh năm và hoa liên tục luôn. Đấy, cây nào cũng đang có hai ngồng này. Bản lá rất là đẹp như thế này. Dễ khỏe nhá, lá đẹp, 5 lá trở lên, xanh và không hề bị lỗi gì cả. Cây này mọi người mua về chơi rất là thích nhá. Có thể để bàn được, treo cũng được. Rất là hay. Một cây này hôm nay em bán cho các bác với giá là 50.000 thôi. 50.000 và em bán từ 4 cây nhá. Em sẽ gửi hàng miền Bắc và miền Trung thôi. Miền Nam thì hiện tại em không gửi được bởi vì nó đi quá lâu, nó hỏng mất cây. Đó, nhiều bác miền Nam gọi điện mua nhưng mà em không thể nào mà gửi được, gửi nó hỏng cây mất. Đó, cây rất là đẹp như thế này. Cây này là cây trưởng thành hết cỡ rồi. Tại vì dòng hồ điệp thơm nó là dòng hồ điệp mini mà. Đấy, nên cây nó sẽ nhỏ hơn hồ điệp đại. Lá rất đẹp nha. Đây, số lượng cây nhà em rất là nhiều. Em cầm bất kỳ cây nào lên cho mọi người xem này. Đều rất là đẹp. Có cam thơm và vàng thơm nhá. Màu cam thơm thì rất là thơm luôn. Đặc biệt riêng cam thơm thì thơm cực kỳ luôn đấy. Đây, cây lá tuyệt vời luôn. Cây nào cũng như cây nào nhá. Đẹp tuyệt vời. Đảm bảo tiêu chuẩn cho mọi người 5 lá trở lên. Rễ rất là khỏe nhá. Giá thể mới về không phải thay. Mọi người chỉ có sang chậu và thêm giá thể vào cho nó thôi. Rất là dễ trồng. Cây cực kỳ đẹp nhá. Em bán từ 4 cây. Tiền ship là 35.000 một đơn. Còn khi mọi người mua 10 cây thì em sẽ bao ship nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106. Em chào mọi người. Số điện thoại em để dưới bài viết nhá.